Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng bị điều tra về hành vi nhận hối lộ. Theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 ngày 4 tháng 3 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Theo thông tin ban đầu, căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an có văn bản thông báo tới Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng về việc khởi tố bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Quy định tại khoản 3 điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017. Ông Nguyễn Ngọc Ánh là đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, Đảng Bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng. Đầu tháng 1 năm 2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định chuẩn y chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2015-2020, đối với ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, giữa năm 2019, ông Nguyễn Ngọc Ánh được trao quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra tỉnh. Khuya ngày 14 tháng 3, người dân sống trên đường Phạm Văn Chiêu, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện lửa kèm khói bốc lên từ một căn nhà cấp 4 nên hô hoáng. Nhiều người đã dùng nước bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Thời điểm này, bên trong căn nhà có cụ bà 100 tuổi bị kẹt bên trong. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp đã có mặt tại hiện trường giải cứu cụ bà ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, một số tài sản trong nhà bị hư hỏng. Qua điều tra ban đầu, công an xác định nguyên nhân là do đun bếp củi không cẩn thận gây cháy. Mặc dù Bộ Thông tin Truyền thông và các nhà mạng đã siết chặt quản lý thuê bao di động trả trước, nghiêm cấm hành vi bán SIM đã kích hoạt sẵn, SIM rác, nhưng thực tế tại nhiều địa phương, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, việc mua bán SIM rác vẫn diễn ra công khai. Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Thông tin Truyền thông cho biết, để hạn chế việc SIM bị sử dụng cho mục đích xấu, luật quy định các cá nhân khi muốn đăng ký từ SIM thứ tư trở lên hoặc doanh nghiệp khi cần SIM số lượng lớn phải thực hiện hợp đồng theo mẫu với nhà cung cấp. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của ngành viễn thông là chỉ đạo các doanh nghiệp di động xử lý triệt để tình trạng SIM có thông tin không đúng quy định, SIM không chính chủ, đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về rủi ro khi sử dụng SIM rác. Chuẩn hóa thông tin người dùng di động với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cũng là một giải pháp để môi trường mạng trong lành hơn. Ông Nguyễn Phong Nhã cho biết thêm, sau ngày 31 tháng 3, thuê bao di động có thông tin chưa chuẩn, không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa một chiều. Hiện nay, Cục Viễn thông cũng đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động rà soát, đối chiếu, triển khai các giải pháp xác thực thông tin của các thuê bao đã có đầy đủ giấy tờ và đăng ký thông tin đúng quy định để đảm bảo thông tin thuê bao chính xác, trùng khớp với thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo nhiều chủ trại heo, từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2022, giá heo hơi ở 3 miền Bắc Trung Nam dao động ở mức 63.000 đồng đến 70.000 đồng một ký. Tuy nhiên, từ tháng 11 năm 2022 đến đầu năm 2023, giá heo giảm còn 51.000 đồng đến 53.000 đồng một ký. Đến nay, giá heo tụt dốc xuống 41.000 đồng một ký. Tại các tỉnh có số lượng trại heo nhiều như Hòa Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nam, Sóc Trăng, giá heo tiếp tục có nguy cơ giảm mạnh. Nhiều chủ trại heo cho rằng nguyên nhân khiến giá heo tiếp tục rất sâu là do nguồn thịt ngoại nhập về nhiều, còn heo nuôi không thể xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc như các năm trước. Theo phân tích và nhận định của công ty chứng khoán VN Direct, giá heo hơi giảm thời gian gần đây là do nguồn cung trong nước vẫn dồi dào, trong khi tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, kinh tế khó khăn đã ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, dẫn đến thắt chặt chi tiêu. Còn theo công ty nghiên cứu thị trường iShot Việt Nam, những năm gần đây, xu hướng thịt gà được người dân tiêu thụ nhiều hơn khiến lượng thịt heo tiêu thụ giảm. Dự báo tình hình chăn nuôi heo có thể tiếp tục khó khăn trong năm 2023 và chỉ khởi sắc từ quý 3 năm 2023 khi nền kinh tế phục hồi, việc làm và thu nhập của người lao động được cải thiện. Theo phản ánh của bạn đọc, bến cá Hố Gùi, xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau được xây dựng với kinh phí trên 70 tỷ đồng và đưa vào vận hành khai thác từ năm 2019. Tuy nhiên, 4 năm qua, bến cá này bỏ hoang vì không có đường kết nối. Một số hạng mục bến cá đã bắt đầu xuống cấp, khu vực sân nền bên trong bến cá một số nơi bị sụp lún. Hệ thống điện chiếu sáng nơi cháy, nơi không, xe nâng nằm tại khu vực phân loại hải sản nhiều năm qua hầu như chưa sử dụng. Do khu vực mặt bằng tại bến chưa sử dụng nên có người dân tận dụng để nuôi gia cầm.
Theo ông Nguyễn Văn Nhung, quản lý bến cá, khi bến cá Hố Gùi đưa vào hoạt động, có một số đơn vị thu mua hải sản đặt vấn đề thuê mặt bằng. Tuy nhiên, do chưa có đường cho xe có trọng tải lớn vào vận chuyển hải sản nên họ chưa thuê. Các tàu đánh cá của ngư dân địa phương khi đánh bắt về cũng không cập cảng để bán hải sản mà bán nơi khác hoặc một số điểm thu mua hải sản tại địa phương. Ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, Sở đã đề nghị ngành giao thông đưa vào quy hoạch làm đường kết nối các bến cá trên địa bàn, trong đó có bến cá Hố Gùi. Ngành giao thông cũng ghi nhận và đưa vào quy hoạch, khi có kinh phí sẽ triển khai thực hiện. Chiều ngày 14 tháng 3, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lâm Việt Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, sau 112 ngày điều trị, 7 lần hội chẩn, 11 lần phẫu thuật, các bác sĩ đã cứu sống bệnh nhân 53 tuổi, ngụ quận Bình Tân, bị xe container cán qua người. Bệnh nhân được Bệnh viện huyện Bình Chánh cấp cứu và chuyển đến trong tình trạng đa chấn thương, dập nát đùi trái và bẹn trái, rách tần sinh môn, lóc da biều, lộ tinh hoàn, đứt hoàn toàn đoạn cuối ruột già và ruột lòi ra ngoài, vỡ bàng quang, đứt lìa và mất xương chậu trái, gãy xương đòn trái. Bệnh nhân bị sốc nặng, mạch và huyết áp không đo được. Bệnh nhân đã trải qua 11 lần mổ với 10 khoa tham gia, cấp cứu, gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình, ngoại tiết niệu, ngoại tiêu hóa, phỏng tạo hình, phẫu thuật mạch máu, ngoại thần kinh, bệnh nhiệt đới, dinh dưỡng. Bệnh nhân đã nằm ở 6 khoa, cấp cứu, gây mê hồi sức, tiết niệu, chấn thương chỉnh hình, ngoại tiêu hóa, phỏng tạo hình. Theo tờ Siam Sport, cơ quan thể thao Thái Lan SAT được đơn vị phân phối bản quyền báo giá 800.000 đô la Mỹ, tương đương 27,7 triệu bạc, gần 19 tỷ đồng. Mức giá này cao gấp 80 lần so với con số mà SAT chi trả ở SEA Games 31. Thống đốc SAT Công sát Yogmane cho biết, Thái Lan sẽ không mua bản quyền phát sóng SEA Games 32 với mức giá hiện tại và vẫn đang nỗ lực đàm phán cùng đơn vị nước chủ nhà để có mức giá phù hợp. Nếu chủ nhà Campuchia không giảm giá, rất có thể người hâm mộ Thái Lan sẽ không được xem kỳ đại hội thể thao sắp tới qua truyền hình. Trong khi đó, hồi tháng 1 vừa qua, VTV Cup đã trở thành đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu bản quyền phát sóng SEA Games 32. VTV Cup cũng sẽ tham gia sản xuất các chương trình đồng hành tại đại hội, cũng như hỗ trợ sản xuất các chương trình nội dung bên lề của các môn thể thao.